Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lưu Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là có về một bộ sa lông thẻ Sài Gòn xưa, chân móng đồng, chất liệu là cẩm lai 100% nha quý cô chú nha. Bộ này thì gồm có 4 món, một băng dài, hai ghế đơn và một cái bàn chất liệu là cẩm lai 100%. Cái bộ này móng đồng hết nha quý cô chú nha, chân cũng cẩm lai luôn. Đó, quý cô chú nào cần những cái bộ thẻ cẩm lai Sài Gòn này á mà kéo ở thành giường á là shop cũng có luôn nha. Bộ này thì vừa nhỏ gọn, không có chiếm diện tích đâu quý cô chú. Đó, không có chiếm diện tích, rất là gọn ha. Đó, chỉ có 162 thôi, rất là gọn. Đó. Bốn món cẩm lai. Cẩm lai mới có lót em rất là đẹp nha quý chú. Cái này mình về sử dụng tốt. Còn quý cô chú nào mà cần đẹp thì mình đánh thêm vani hay là sơn lại nha. Chứ shop thấy vẫn còn đẹp, tốt lắm. Dạ. Nè. Mà chân cẩm lai hết nha, tất cả là cẩm lai hết, chân cẳng. Còn đây bàn nè, cái này bàn nha quý chú nha, nó cẩm lai 100%, chân móng đồng hết, chân trước chân sau luôn. Cái bộ này thì cẩm lai cũng ít gặp nha quý chú nha. Dạ. Thường thường là gõ đỏ nhiều hoặc là cẩm có pha những cái thẻ ngồi. Con này rất là chất lượng nha quý cô chú. Dạ. Cái dáng rất đẹp nha. Bộ này bốn bốn món của chú ơi. Dạ. Tiếp sẽ quay sơ lược nha. Dạ. Đây là cái băng ghế dài. Những cái thẻ nang này là cẩm lai hết nha của chú nha. Liệu là cẩm lai toàn bộ nha. Hai cái tay hai bên. Cái mặt ngồi. Còn cái này là bên hông nha. Cái này gọi là tay bánh mì nha cô chú nha. Sa lông thẻ Sài Gòn xưa, tay bánh mì. Chất liệu là cẩm lai hết. Chân chẳng cũng cẩm lai hết nha cô chú nha. Dạ. Bàn cũng cẩm lai luôn, chân móng đồng luôn. Hai ghế đơn. Cũng giống nhau thôi quý cô chú ơi. Ghế thứ nhất nè, cẩm lai hết ha, tay chân này chắc chắn. Ghế thứ hai đó. Ghế số 2, cái này shop chỉ mới có lót cho quý cô chú nha, về quý cô chú chỉ sử dụng vẫn được. Còn quý cô chú nào cần đánh bạc ni hay là sơn lại báo cho shop nha. Cẩm lai rất đẹp quý cô chú ơi. Đó. Cẩm lai rất đẹp. Hai cái ghế. Dạ sau đây shop xin đo và báo giá tổng thể.
của bộ này nha quý cô chú nha. Dạ. Cao 79, chiều ngang là 162. Chiều sâu vô là 65. 65. Độ cao là 27. Cái bàn là 90 và 43.5. Còn cái ghế này là 68. Lồng vô là 58. Chiều ngang ngồi là 50. Hai cái ghế giống nhau cô chú ơi, đòn cái thôi, cũng cao 79 giống nhau. Đó này cũng này xuống tới đây bên hông là 65. Cao là 30. Cái bàn là cao 43. Chấp xin nhắc lại bộ này là salon thẻ, chất liệu là cẩm lai 100%. Tất cả là chân móng đồng hết nha quý cô chú nha. Chân trước, chân sau. Còn chân là cẩm lai luôn. Cái bộ này thì Sài Gòn xưa chuẩn nha quý cô chú nha. Bộ này chuẩn Sài Gòn xưa. Sau đây sắp xin báo giá tổng thể của bộ salon Sài Gòn, salon thẻ tai bánh mì, chất liệu là cẩm lai 100%, tất cả chân trên dưới là móng đồng. Sắp xin báo giá cái bộ này là 6.6 triệu nha quý cô chú nha. 6.6 triệu. Dạ cuối video clip cũng cảm ơn quý chú đã xem hết tổng thể cái bộ sa lông thẻ chất liệu cẩm lai 100% này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và bình an. Quý cô chú nào chưa đăng ký kênh thì giúp dùm shop bấm mở kênh, nhấn đăng ký YouTube đó quý cô chú Lê Quốc Đồ Xưa. Dạ YouTube Lê Quốc Đồ Xưa xin cảm ơn quý cô chú. Dạ xin cảm ơn.